VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VDA và tôi là Xuân Nghĩa. Lần trước thì Nghĩa cùng với các bạn tiến hành đập hộp cái bộ sản phẩm micro BF Audio G11. Và bây giờ thì cũng là một cái bộ sản phẩm micro của hãng BF Audio, nhưng rất đáng gờm trong phân khúc tầm trung, đó chính là micro BF Audio G8. Điều đầu tiên thì Nghĩa cũng nói sơ về cái hộp đựng của bộ sản phẩm này. Thì cũng khá là chắc chắn làm bằng carton vuông vức nữa. Mặt trước thì được thiết kế những cái họa tiết khá là đơn giản tinh tế nè, màu sắc phối hợp rất là hài hòa và cũng rất là giống với hộp micro BF Audio G11, thì cũng có là logo thương hiệu, có các cái biểu tượng chức năng khá là đơn giản và cụ thể ở đây. Còn chỉ khác là model bên kia là G11, còn đây là G8. Ngoài ra thì một điểm lưu ý nữa mà Nghĩa muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là cái tem chống hàng giả của nhà sản xuất, một điểm mà Nghĩa luôn nhắc các bạn khi mua hàng. Và bây giờ thì Nghĩa sẽ mời các bạn cùng nhau đập chiếc hộp micro BF Audio G8 này để xem là có sự khác biệt gì so với phiên bản G11 lần trước không nha. Đây, các bạn sẵn sàng chưa? Mời các bạn xem. Riêng Nghĩa thì thấy không có sự khác biệt gì cho lắm, tại vì chúng ta cũng bao gồm một cái lớp xốp phủ bên trên này nè. Đó. Rồi tiếp theo đó thì các bạn hãy quan sát các chi tiết, thì nó được bao bọc bởi một cái túi ni lông nhằm tránh bụi bẩn hay là trầy xước khi mà chúng ta sử dụng di chuyển gì đó. Sau đó thì được sắp xếp khá là gọn gàng, ngăn nắp và chặt chẽ trong các cái ô xốp này. Điểm thiết kế này sẽ giúp cho các thành phần của chúng ta được bảo vệ khá là an toàn, không va đập nè, không bị trầy xước, không bị hỏng hóc khi mà chúng ta di chuyển đi xa. Về cái thành phần của cái hộp sản phẩm micro BF Audio G8 này thì cũng bao gồm, đó chính là hai micro. Đây chính là hai micro BF Audio G8. Tiếp theo là một đầu thu sóng receiver. Kế đó thì các phụ kiện có là dây nguồn nè, có hai cái vòng chống lăn bằng nhựa, dây kết nối, hai cần anten và cuối cùng đó chính là hai bọc đế micro. Ngoài ra thì còn có thêm, đó chính là cái sách hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Rồi, đây là toàn bộ thành phần có trong chiếc hộp micro BF Audio G8 của chúng ta. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng ngắm nhìn chiếc micro G8. Thì nó trông cũng khá là đơn giản so với phiên bản G1, đúng không các bạn? Nhưng mà điều đặc biệt á, thì nó được thiết kế, được làm bằng cái nhôm nguyên chất CNC. Và nó phủ bên ngoài á, là cái màu xám rất là bóng. Thì cái màu này tuy nó đơn điệu, nó đơn giản như vậy, nhưng nó được đánh giá là một trong những cái màu mà nó giữ được cái độ sạch cũng như là lâu cũ, giúp cho cái sản phẩm chúng ta luôn giữ được cái giá trị thẩm mỹ. Đây chính là một cái nét tinh tế trong cái khâu thiết kế sản phẩm này. Đầu của micro thì sẽ được làm bằng cái kim loại và được sơn màu đen. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái màn hình LED hiển thị các cái thông số của micro. Cái nút nguồn cũng làm bằng nhựa luôn. Ngay bên dưới đó chính là cái logo thương hiệu của nhà sản xuất được in màu trắng khá là nổi bật. Kế bên đó chính là cái tem chống hàng giả của hãng BF Audio. Thì phần đuôi của chúng ta cũng được tháo rất là dễ dàng. Các bạn có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Đây chính là cái khe bin. Khe bin thì vẫn dùng là bin 2A. Mình sẽ lắp bin vào cho các bạn xem. Rồi, sau khi lắp bin vào thì các bạn vặn lại rồi thử xem nó hoạt động có tốt hay không. Đó, rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần nhắm vào nút nguồn thì cái màn hình LED đã hiển thị lên rồi. Và đây chính là cái vòng chống lăn bằng nhựa, thì các bạn lắp vào để cho nó sẽ bảo vệ chiếc micro này tốt hơn, chống lăn, chống rơi. Khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta có thể đặt lên bàn hay là đặt lên bề mặt nào đó, nó sẽ rất là chắc chắn. Đây chính là cái bọc đế micro, thì các bạn cũng lắp vào luôn. Rồi, như vậy thì chiếc micro của chúng ta đã trông khá là đẹp mắt và được bảo vệ toàn diện từ trên xuống dưới.
Tiếp theo thì Nghĩa sẽ giới thiệu với các bạn về cái đầu thu sóng receiver của phiên bản G8 này. Đầu tiên khi cầm lên thì mình và chắc chắn là khi các bạn mua về nhà, các bạn cầm lên sẽ có một cái cảm giác rất là gọn nhẹ. Thiết kế vuông vức như thế này thì sẽ đảm bảo cho các bạn có thể để trong cái phòng karaoke nhà mình ở bất cứ đâu, chỗ nào tiện lợi mà không chiếm quá nhiều diện tích không gian. Và cái mặt trước á, thì được thiết kế khá là đơn giản. Tông màu á, thì là màu xám, thì nó phù hợp với cái màu chủ đạo của cái phiên bản Micro G8. Các cái thành phần á, thì cũng bao gồm là nút nguồn đó, rồi các cái nút điều chỉnh nè, màn hình LED hiển thị. Kế bên đó này là cái logo thương hiệu của hãng BF Audio, và không thể thiếu đó chính là cái tem chống hàng giả của hãng BF Audio chúng ta. Mặt sau thì cũng có các cái cổng kết nối với các thiết bị khác, và đặc biệt là hai cái cổng kết nối với hai cần anten này thì cũng lắp rất là dễ dàng thôi. Các bạn lắp vào đây. Nhìn chung thì cái đầu thu sóng receiver của phiên bản G8 của chúng ta nó không có quá nổi bật, mà nó thiên về cái hướng là đơn giản hài hòa. Thì cái điều này nó có một cái điểm mạnh thì giúp cho cái đầu thu sóng cũng như là cái bộ micro chúng ta, các bạn có thể thiết kế với các kết nối với các thiết bị âm thanh khác mà nó sẽ đảm bảo được cái tính thẩm mỹ. Vừa rồi thì Nghĩa đã cùng với các bạn tiến hành đập hộp và review sơ bộ sản phẩm micro BF Audio G8. Và bộ sản phẩm của chúng ta có mức giá tại Vida là 4.500.000 đồng. Đi kèm với mức giá đó thì các bạn sẽ được tặng thêm dịch vụ căn chỉnh âm thanh 500.000 đồng và sách căn chỉnh âm ly 300.000 đồng. Nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy mạnh dạn comment bên dưới video, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn một cách chi tiết nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.